Sau khi tham gia lễ hội cùng với các người phụ nữ cũng như người đàn ông trong bộ lạc Hammer ở Ethiopia. Và bây giờ thì Bùi Hồ băng vô một cái khu rừng, chắc có lẽ là nơi sinh sống của bộ lạc này. Một cái bộ lạc khá là lý thú luôn cô bác anh chị. Khi những vết thương trên cơ thể của người phụ nữ càng nhiều thì họ cho rằng mình càng được tự hào và càng đẹp. Họ rất là hứng thú khi được những người đàn ông quất vào cơ thể mình thật mạnh, máu chảy ra càng nhiều. Mặc dù là Bùi Hồ cảm thấy nó rất là đau đớn. Tại sao lưng Bùi Hồ là một người phụ nữ Hammer. Trên tay bạn này đang cầm hai cây roi và một cây còi. Hai cây roi này để cho những người đàn ông Hammer họ quất vào cơ thể của mình. Còn cây còi là để kêu gọi những người đàn ông hãy quất đi, hãy quất đi, quất thật mạnh càng tốt. Và trên lưng thì gùi một cái em bé. Đầy gãy những cái vết thương. Đó là cái cách tự họ làm biến đổi cái cơ thể của họ. Mỗi bộ lạc khác nhau, có những cái phong tục khác nhau. Và cái cách mà họ cũng làm đẹp cái cơ thể của mình cũng không giống nhau. Cô bác quý anh chị có thể để ý rằng người phụ nữ Hammer họ để cái phần bụng và cái phần lưng như họ khoe, đây là đẹp nè. Đó. Và tóc của họ thì được tóc săn bởi những cái đất đó. Và sau lưng này là một người đàn ông Hammer. Rất mệt, phải cùng những người phụ nữ trong bộ lạc Hammer di chuyển về cái nơi họ sống ở trong rừng sâu của cô bác của chị. Đuối lắm luôn. Nhưng mà sẽ cố gắng chia sẻ những cái thước phim chân thật nhất về một bộ tộc trong những cái bộ tộc của Ethiopia. Họ luôn rét rất xét, ẩm ướt cái đầu của họ, cho rằng chắc có thể là mát á. Đây là những cái dây giác ở Việt Nam mình cũng có, đặc biệt rất là nhiều ở miền Tây. Và họ tước ra để mà quấn lên đầu. Đây là một cái cách trang trí của người Hammer. King. Vua. King family. King family, vua của một gia đình nữa mọi người. Rất đẹp ha. Như vậy thì nó sẽ không có xù tóc, nó sẽ đẹp hơn tí xíu. Mặc dù rất đen,
mệt quá rồi. Nãy giờ thở không ra hơi, uống 3-4 lần nước luôn mọi người. Cô bác của chị có thể nghe được cái tiếng gì không? Đó là những cái tiếng kèn của người Hummer hoa thổi, nghe rất là rõ, nhưng mà không biết là qua video thì cô bác của chị có nghe rõ hay không. Và bây giờ cũng đang rất là mệt nhưng mà rất là háo hức để quay cho cô bác của chị xem những cái đầu phim như thế này. Đây là những người phụ nữ Hummer và người đàn ông. Trên tay họ cầm cái đó giống như là một cái gối. Họ tự đục đẽo ra mọi người. Và chắc có lẽ nơi đây là họ sẽ tổ chức một cái cuộc gọi là nhảy bò. Mỗi người đàn ông như vậy á, nhảy qua từ 10 con đến 30 con được coi là một cái gì đó rất là vinh dự. Và đây là những người đàn ông Hummer à, giống như là những chiến binh như cô bác của anh chị. Còn đây là những người phụ nữ Hummer. Họ đang thổi kèn một làm gan vền cả một cái khu núi luôn. Trên đầu họ có một cái cọng dây mà giống như là những cái vị chiến binh vậy á. Những người đàn ông thì ngồi lặng lẽ như thế này. Còn ngoài kia thì những người phụ nữ đang nhảy múa. Và bên kia thì những người phụ nữ kia lại đang muốn những người đàn ông quất mạnh vào người. Và đây là những người đàn ông trong bộ lạc Hummer. Họ đang ngồi chờ chuẩn bị một cái nghi thức gọi là nhảy bò. Và có những người đàn ông họ có cả súng ở trong đó nữa kìa mọi người. Cô bác của anh chị có thể thấy rõ không? Họ có một người đàn ông có một cái lông vũ trên đầu á. Họ có cả một cái súng AK. Ah, no, 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 no,
Một cái bộ lạc này anh nghĩ là chắc có lẽ là họ chọn ra được một thanh niên duy nhất thôi. Đối với cái bộ lạc này thì nam thanh niên này phải ngày hôm nay chịu một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Nguyên một cái bộ lạc rất là nhiều người nhưng mà chỉ có một nam thanh niên này duy nhất được vẽ lên mặt thôi. Được rất là nhiều người trong cái bộ lạc Hammer này trang trí cho anh. Kiểu giống như là một cái chiến binh vậy cô bác anh chị. Bây giờ thì những người trong bộ lạc họ đang bắt đầu lùa những cái con bò và chuẩn bị nghi thức nhảy bò. Có một nam thanh niên và được trang trí từ ở clip trước Bùi Hồ có chia sẻ với cô bác quý anh chị đó. Anh đã vẽ trên mặt, được các người trong bộ lạc vẽ trên mặt rất là đẹp luôn. Bây giờ thì các con bò được lùa vào vị trí để chuẩn bị nghi thức nhảy bò. Có một nam thanh niên gì ở trong cái bộ lạc có không có mặc đồ để trần truồng luôn. Còn Bùi Hồ thì không có quay cho cô bác với anh chị xem được ha. Và một nam thanh niên được trang trí rất là sặc sỡ. Bây giờ thì những người trong bộ tộc Hammer họ bắt đầu họ chờ đợi và xem một cái tục lệ nhảy bò. Tôi rất là sợ cái cây và cái tiếng lục lạc. Bây giờ thì các anh thanh niên ảnh đang sắp những cái con bò cho nó thẳng một cái hàng. Và các anh thanh niên sẽ nhảy ngang cái con bò đó, coi như là một cái lễ trưởng thành. Và sau khi các anh thanh niên nhảy ngang lưng các con bò đó thì các anh sẽ được cầm cái cây quất vào thân thể những người phụ nữ. Và những người phụ nữ mà được nam thanh niên quất vào người á thì coi như là một điều gì đó rất là may mắn. Để bảo vệ những cái con bò nó không có chạy lung tung á thì các anh thanh niên ở trong cái bộ lạc Hammer này anh phải cầm cái cây thủ sẵn. Cô bác quý anh chị có thấy một người phụ nữ đang cố gắng múa hai cái chân để lắc những cái chiếc lục lạc cho những cái con bò nó hoảng sợ. Đây là một cái bức tranh rất là đẹp ngay tại bộ tộc Hammer.
Nếu như mà được chụp ảnh á, thì phải nói là cực kỳ ấn tượng và độc đáo đúng không? Con biết tại sao người phụ nữ đó cố gắng đứng đó nhảy không? Cho nó khỏi thẳng, khỏi chờ, thò bò đi. Con bò nó sẽ nghe tiếng đó nó sẽ rất là sợ. Trong khi các thanh niên đang nhảy thì các người phụ nữ họ sẽ cầm cái cây và nói với nhau như thế này. Và như thế thì tục lệ nhảy bò trưởng thành cho các thanh niên ở trong làng cũng đã kết thúc. Và các người phụ nữ đang cầm những cái cây để chờ đợi những người nam thanh niên để mà quất vào người. Và ngày hôm nay thì vừa hồi có dịp về đây ngay tại một cái lễ rất là độc đáo của người Hamba, đó là tục nhảy bò trưởng thành cho các nam thanh niên. Thì cũng chia sẻ video clip này cho cô bác quý vị hiểu thêm ha. Và bây giờ thì có lẽ xin chào. Giống như một nghi thức cầu nguyện hay là hát ca gì đó của người Hamba. Hẹn gặp lại các cô bác quý vị ở chuỗi video clip sau. Trước khi kết thúc thì bây giờ Bùi Hồ sẽ quay một đoạn các người phụ nữ ở bộ tộc Hamba một lần nữa ha. Nước là một cái thứ gì đó rất là nguồn tài nguyên rất là quý đối với người dân Ethiopia nói riêng và châu Phi nói chung.